Hello, em lại được chào các cụ nhé. Đấy, các cụ ạ. Ốc thì đáng ngày mai là em không đi đánh đâu. Nhưng hôm nay lại có ốc đẹp. Nên là ngày mai em lại tiếp tục đi đánh luôn. Đấy, ngày mai khoa Vlog mới cú long trăng chìa. Rủ em xuống hồ câu Định Công. Hôm nay các cụ nhìn ốc này. Ốc này quá đẹp luôn. Đấy, ốc cực đẹp luôn. Ốc các cụ chọn cho em ốc này. Đấy, ốc bắt tay nha các cụ này. Có cả cua luôn. Đấy. Con cua 8 cẳng 2 càng bỏ đi bỏ lại. Nó lại bò vào tay em. Đấy. Đấy, có cả trái trai cơ của đấy. Hôm nay em ủ thính C5, ngày mai em đánh hồ câu Định Công luôn nhá. Mai em khoa vlog mới cu long răng chìa đi xuống hồ câu Định Công đánh đấy. Định Công thì đánh cả C2 và C5 đều ok hết cơ của nhá. Ngày mai bắt đầu 4 giờ là em xuất phát. Mai cu khoa long lên là em xuất phát luôn. Vợ em hôm nay em đánh giải hồ câu đa dàn đen đúng không ạ? Nay ra cổng gặp bà già đái. Bà đái ở cửa bên này đấy, ở bên cửa bên cạnh này nên là đen quá đấy. Đấy là ủ xong thính C5 đơn giản thôi, của hai nắp thính dụ và hai nắp nhảy nhót. Mai ở nhà dập sẵn một một hai cơn ốc cho một nắp màu vàng, trộn cùng ốc xoáy ốc sống rồi đến hồ ra cần thả hồ đó cụ nhá. Đấy. Rồi cô vào xem kênh của em đi, làm ơn cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để em ra video đẹp nhất cụ xem nhé. Đấy, phao lưỡi bên em nó không chả phải quảng cáo đâu, phao lưỡi vẫn phục vụ các cụ đẹp. Mai lại về một lô khác, lô mới luôn nhé. Đấy, đây còn mấy quả nữa thôi, mai về hơn 100 quả nữa để phục vụ cụ. Rồi cụ vào xem kênh của em đi, chúc bọn em may mắn để em ra những video đẹp nhất cho cụ xem nhé. Vâng, chào cụ ạ. Hello, bây giờ là 3 giờ 30 phút nha cụ nhé. Đấy, khoa vào bìa lên đây cụ ạ, ở đây khoa ủ ngồi cho em. Đấy, một nắp màu vàng trộn cùng ốc xay ốc sống đây, em vừa chắt nước cụ nhé, chắt kiệt nước. Rồi, một nắp màu vàng rồi trộn cùng ốc xay ốc sống rồi bọn em đến hồ là bọn em ra cần là bọn em chiến thôi, không cần phải đáo, cứ để đấy nguyên rồi. Rồi bây giờ bọn em khoa đi một xe rồi, cụ long này không đi. Rồi cụ qua xem kênh của bọn em thì chúc bọn em may mắn nhé, để em có một video đẹp nhất là hồ câu Định Công nhé. Vâng, chào cụ ạ. Đấy, đầu vòng tụ bóng rồi nhé. Rồi đổ mồi xong rồi nhé. Bây giờ anh ấy sang đổ mồi cho khoa. Rồi cụ vào xem kênh của em thì chúc hai anh em may mắn nhé. Để hôm nay có video đẹp nhất cụ xem. Rồi chào cụ. 5 lít. Ngon, lâu ngày nó bị lớn tí anh ạ. Em ạ, chắc phải là nội câu làm gì. Em ạ, em về bây giờ, chuẩn bị về bây giờ. Thôi, cậu ấy nhiều như khách công. Bao giờ tập cái anh Sơn? Bao giờ anh Sơn ăn? Anh cũng biết à? Ơi, đóng rồi, đấy đi chưa? Được rồi. Đấy, em đang đóng dòng cá đấy nhá. Đổ bờ đấy. Cái con này nó thở bên ngoài. Chắc là bạn, em không bật mạng đâu. Ô tô. Ê, tô đây rồi. Ê, tô đây rồi. Em dòng cá đấy nhá. Đây nhá. Gớm mặt chó chứ. Vâng, con này đá. Quật đi, đi theo nó
ơi sợ nè. Anh đẩy lên luôn trên này à? Cho lên luôn. Quyền. Cú lích. Bên đây đâu? Quyền kia đâu? Còn đứng một cái gì nhé? Quyền kia đâu? Sóng gió to quá các bạn. Con đầu tiên. Nhưng mày nó là cả cú. Đấy. Con đầu tiên đi ngủ nhá. Quên không? Có đâu. Chỉ là mình chờ điều thôi. Nó bong luôn vậy, vừa ném ổ phát đè luôn. Rõ rồi. Wow, quá quá. Điện còn mẹ nó. Vừa bắn còn trong bình này, bắn vào cú ném ổ đấy này. Đi kéo phát tay điện thoại nó răng này xong rồi vứt điện thoại xả máy phát xong đóng máy vào răng răng phan mưa đi mẹ mật liên tục đấy lên 4 con mà toàn cá cứu không nếu con nào cảm ơn con đầu tiên thì cảm ơn thì được từ năm biết đấy rồi toàn cá cứu phải là sáu đá này tổng 4 con đây trừ mũ lên
Được. 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 Wow! Vâng. Con này vừa thở ổ phát của vừa thở ổ phát phoi ngay, phoi cả cũ. Ui toàn hàng cũ em ạ. Vào việc cô ạ, vừa thở phát phoi luôn. Thôi bong rồi. Điền thế. Bong luôn em ạ. Vãi khoa gì à? Vãi. Bong luôn rồi cô ạ. Xuống mất tích luôn. Quẩy đen. Thế này vẫn bong. Hello, em chào các cụ nhé. Đấy bây giờ là em hết một ca câu là đến 3:30 cụ nhé. 3:30 là hết ca câu ở hồ, hai ca câu ở hồ câu Định Công. 5:30 sáng nay em đổ mồi. Đây, 5:30 em đổ mồi. Này. Vé câu là 5 thời gian bắt đầu 5:30 đến 15:30. Bây giờ là 3:30 nha cụ nhé. Hết giờ. Em thu đồ. Đấy. Mày hết pin luôn. Hôm nay em đánh khuôn tầm độ 55-60 mét. Hôm nay em đánh cần săn 35 mọi người nhé. Săn 35 405 độ lên thành 435 mọi người nhé. Săn bản Combination 2 mọi người nhé. Đấy. Máy Technium sục dù Oxia 3 chấm. Đấy. Máy Technium sục dù Oxia 3 chấm. Phao bầu 32. Lưỡi 15. Đấy. Lưỡi 15 mọi người nhé. Lưỡi này em bắt không biết bao cá thôi. Lưỡi 15 ngủ nhá. Lưỡi 15. Phao bỏ 32. Chỉ neo
Hôm nay nước nó hơi sóng to nên là em đánh chì neo. Hôm nay sóng to cực luôn. Đánh chì neo 1,5 gam. Đấy. Máy Technium cần săn 35. Hôm nay em bị bong 3 con, được 2 đen nha cụ nhá. 2 đen. Khoa với lốc hôm nay thì hơi đen, được một con thì đánh trục béo á. Khoa hôm nay đánh trục 2 chấm đấy. Nên là vào gần đến nơi nổ. Bò không bo thì là hồ này không đánh bạo lực thì là sẽ mất. Đấy, nên là bắt buộc phải bo. Đấy, hôm nay em được 2 đen cụ nhá. 2 đen, bong 3 con, được 2 đen. Khoa thì được 1 chép, bong 1 đen. Thổ lên tọa nhưng mà tầm này không xuống vì là hồ các cụ này đang sóng cực kỳ to luôn. Đấy, nên là hơi khó đánh, đủ ban mới hết giờ của em xin phép là về. Ôi em xác định ngồi vẫn vào việc vì là nó thi thoảng nó vẫn thở nó xuống. Ôi cụ vào xem kênh của em thì chúc em may mắn để làm ra những video đẹp nhất cho những cụ xem nhé. Các cụ vào nhớ là cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để làm ra những video đẹp nhất. Vâng, chào cụ ạ.